Mới đầu mùa ấy, nheo danh tàn tua mọi người. Thỏa cái bài đầu. Thì đấy là những thằng không phải bắn bằng điện thoại ấy, mọi người. Đấy là đối thủ của mình ấy, địch của mình ấy. Nó tàn nó bằng PC rồi. Đầu mùa PC nheo tách đấu mà, nên là mình không thể nào nghe được đâu. Thì các bạn lại nghĩ rằng tại vì sao Garena tách PC rồi mà vẫn gặp PC trong mình khi mình bắn mobile đúng không? Bây giờ bọn nó đang sử dụng một cái ứng dụng đấy. Cái ứng dụng ấy nếu mà mua, ứng dụng là mua ấy, không phải là mua ở người ngoài ấy, chứ không phải là mua ở trên đấy đâu. Không phải mua trên mấy cái app mà chúng ta hay tải ứng dụng đâu. Mà cái ứng dụng đấy ấy, nếu mà anh em mình không có người quen ấy, thì anh em phải mua tầm 1 triệu. Còn nếu mà anh em mà có người quen mà dẫn cho anh em, hướng dẫn anh em ấy, gọi là chỉ cho anh em ấy, thì nó chỉ tầm 3k với ứng dụng thôi, à 300.000. Thì cái ứng dụng đấy nó tên là Bybat này mọi người. Và nó sẽ giúp anh em, nó sẽ lừa game ấy, nó sẽ lừa cơ chế của game ấy để cho PC có thể ghép với mobile. Mà anh em biết một điều là PC với mobile nó chênh lệch kỹ năng khá lớn luôn. Tại vì PC nó vừa khỏe này, nó vừa mạng tốt này, xong bắt đầu là thao tác còn nhanh này. PC nó mệ mobile, à PC với iPad nó rất ghét hai cái loại ấy nhá. Tại vì là nói chung nó chênh lệch lớn lắm. Anh mẹ mằn mình iPad nó to như trâu ấy. Nhưng mà iPad này còn đỡ hơn PC. Mà không phải là cứ bỏ 300 ra hay là 1 triệu ra là dùng được mãi mãi đâu. Cái ứng dụng ấy nó chỉ cho phép anh em 300k thì nó chỉ có thời hạn là 1 tháng thôi. Hoặc là 1 triệu thì có thời hạn là 1 tháng thôi. Nếu anh em tháng sau anh em muốn dùng tiếp ấy, thì anh em lại phải đóng tiền nó để anh em mua lại, anh em hiểu chưa? Em mấy thằng ấy tán chơi bẩn để nhau thích đấu thôi, không bằng cách này bằng cách khác. Chứ mấy cái loại PC mà bắn chính ấy, thì tôi thề với anh em lên được rank kim cương đó là gọi là VIP lắm, mà chỉ đừng nói là lên thách đấu. Kể cả rank thường ghép PC gặp toàn bot ấy, nhưng mà bot PC nó khủng khiếp lắm. Nó ra anh em nó sụp anh em hai phát đi, nhưng nó không như bot mobile đâu. Còn nếu đâu anh em mà gặp cái trận nào mà anh em gặp nó bắn rap đấy, một khẩu hoặc là hai khẩu rap mà bắn phát nào đi vào đấy bắn tan rap ấy. Thì đây thằng đấy 100% PC anh em ạ. Biết tại sao? Nó một phần là nó gà, bây giờ nó bắn gà nên nó mới trở về ghép mobile, bắn tàn full vàng, bắn không có độ nhạy, bắn tàn full trăm hoặc là full không, nó chỉ không, nó cứ cài độ nhạy làm sao nó cứ gọi là quá được, chứ nó không thèm xài độ nhạy, nó không chỉnh độ nhạy đâu. Bắn full vàng, bắn full vàng nhưng mà nó cứ ke bật ngắm là adap nó bắn hai viên này, cả chạy được luôn, chơi game